Toán học được xem là nữ hoàng khoa học, là đỉnh cao của trí tuệ và xâm nhập vào hầu hết các ngành khoa học. Đào tạo đại học ở hai mảng ngành, cử nhân sư phạm toán và cử nhân toán ứng dụng. Khoa toán trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng mang lại cho người học chương trình đào tạo chất lượng và hiệu quả. Với các hoạt động học thuật thiết thực và chuyên sâu. Cùng với đó là nhiều chương trình sinh hoạt ngoại khóa thú vị và sôi nổi. Giúp sinh viên tốt nghiệp có nhiều vị trí việc làm ở đa lĩnh vực. Khoa toán, nơi nuôi dưỡng tình yêu toán học.